Xin chào mọi người, hôm nay Lâm chia sẻ mọi người cách lưu trữ dữ liệu một cách an toàn ha. Đối với mọi người thì đối với tất cả chúng ta thì dữ liệu đối với chúng ta rất là quan trọng. Do đó để lưu Lâm chia sẻ cho mọi người cách lưu trữ dữ liệu một cách an toàn nhất ha. Trước tiên để lưu trữ một cách an toàn nhất thì chúng ta nên sử dụng hai cái ổ cứng vật lý khác nhau và những dữ liệu quá quan trọng, những bài thi tốt nghiệp này kia đối với sinh viên hoặc là những đề án gì đó thì chúng ta nên lưu trữ trên một dịch vụ lưu trữ đám mây, chẳng hạn như là OneDrive, Google Drive hoặc là Apple iCloud ha. Tùy theo chúng ta sử dụng hệ điều hành nào, chúng ta sử dụng những cái dịch vụ đó cho nó tương ứng thôi ha. Còn trên máy thì chúng ta nên sử dụng một cái ổ ổ chứa dữ liệu thì khác với ổ phân vùng cài hệ điều hành ha. Và máy tính chúng ta nên sử dụng những cái phần mềm duyệt virus này kia, và chúng ta không nên vô những cái trang web nào mà có nhiều khả năng bị tấn công á, thì thường dữ liệu sẽ bị khóa hoặc là bị khóa. Cái thứ hai nữa là hư hại ổ cứng vật lý ha. Và để biết ổ cứng của chúng ta, máy của chúng ta có mấy cái ổ cứng vật lý thì chúng ta nên vào đây xem ha. Manager nè, và chúng ta vào phần disk manager ha. Ở đây như máy của Lâm thì máy của Lâm có hai cái ổ cứng vật lý khác nhau ha. Còn trên cái ổ thứ hai thì chúng ta các bạn sẽ thấy thêm ba cái phân vùng, một phân vùng ổ D, một phân vùng E và một phân vùng này nữa ha. Thì ở đây có một phân vùng cài đặt hệ điều hành và một cái phân vùng hai cái phân vùng, một phân vùng D, một phân vùng E khác nhau nữa ha. Thì nhiều bạn lầm tưởng cái ổ thứ hai này nè là tới máy Lâm sẽ có tổng cộng là 1 2 3 4 4 cái ổ ổ cứng, nhưng mà thật ra chỉ có hai cái ổ cứng vật lý thôi. Nó có ba cái phân vùng riêng và phân vùng này riêng nữa. Phân vùng này thì nó chứa cái hệ chứa cái hệ điều hành riêng của máy của Lâm riêng ha. Lâm đang cài hơi nhiều hai cái hệ điều hành trên một máy. Do đó khi mà chúng ta xài thì chúng ta nên mua một thêm một cái ổ ổ cứng riêng ở ngoài, chúng ta chứa dữ liệu và những dữ liệu quan trọng nữa thì chúng ta lưu trữ trên đám mây ha. Và đặc biệt là khi mà lưu trữ dữ liệu thì chúng ta nên để cái dữ liệu ở phân vùng khác với phân vùng cài đặt hệ điều hành ha, thường là ổ C đó các bạn. Thì đây là những lưu ý của Lâm để mà dữ liệu cho chúng ta không bị mất trong quá trình mà sử dụng ha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Lâm có cái website để bán về cái laptop, mọi người có thể ủng hộ thêm cho Lâm ha. Rồi, xin cảm ơn.